Xin chào quý anh chị và bà con nuôi tôm. Tôi tên Dương Anh Quang, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Tôi đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS. Trong buổi sáng hôm nay, tôi rất vui xin giới thiệu cửa hàng OBS của Lộ Dương Sóc Trăng, một cửa hàng OBS ở tầng 3 của Lộ Dương Sóc Trăng, thuộc hệ thống chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn OBS. Cửa hàng OBS ở tầng 3 của Lộ Dương Sóc Trăng có một cái vị trí rất là thuận lợi, đó là ở đối diện Ủy ban xã An Thành 3. Đây là một vị trí rất là thuận tiện cho bà con nuôi tôm có thể dễ dàng tìm thấy cửa hàng OBS An Thành 3 của Lộ Dương Sóc Trăng. Và bây giờ tôi xin mời quý anh chị và các bạn cùng vào tham quan cửa hàng của tôi nhé. Tôi xin mời quý anh chị và các bạn. Đây là tay em đi. Vâng, đây là quan xin giới thiệu đây là tổng thể cửa hàng OBS An Thành 3. Thì hiện tại đây là cái kệ trưng bày và bên đây là kho hàng của cửa hàng. Thì cửa hàng OBS An Thành 3 của Lộ Dương Sóc Trăng thì bán 100% là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn OBS. Và cửa hàng OBS An Thành 3 có những sản phẩm rất là chất lượng để phục vụ cho bà con nuôi tôm. Thì đây là một số giới thiệu, đây là thêm hoa hớp và hớp cua, là hai dòng cây thảo dược chuyên trị các vấn đề về gan trên tôm như là mờ gan, vàng gan, nhuyễn gan, đang rất là nổi tiếng trên thị trường. Bên cạnh đây là sản phẩm của Yogol, một cái sản phẩm chuyên dùng để nông tơ đường ruột tôm, được bà con nuôi tôm tin dùng trong 10 năm nay. Và tiếp theo, quan xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn sản phẩm tiếp theo, đó là hớp hai, một cái dòng sản phẩm chuyên dùng để diệt cúm và đặc biệt là diệt cái sinh trùng gây bệnh phong trắng trên tôm, cũng đang được rất là nhiều bà con nuôi tôm tin dùng trên thị trường. Và cửa hàng OBS An Thành 3 của Lộ Dung thì có bán hết tất cả những cái sản phẩm rất là chất lượng của công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và với cái giá thành rất tốt để giúp cho bà con nuôi tôm có những cái bộ nuôi thành công hơn và có lợi nhuận ngày càng cao hơn. Với phương châm lắng nghe, đồng hành cùng bà con nuôi tôm, phục vụ tận tâm, chăm sóc tận tình, cửa hàng OBS An Thành 3 của Lộ Dung Sóc Trăng ở gần bà con nuôi tôm hơn để giúp đỡ bà con nuôi tôm từ các nước, tư vấn kỹ thuật và sẵn sàng hỗ trợ bà con nuôi tôm 24/24 để giúp cho bà con nuôi tôm có những cái vụ mùa bội thu. Quý anh chị và các bạn hãy đến với cửa hàng OBS An Thành 3 của Lộ Dung Sóc Trăng để nhận được những cái giá trị lớn nhất để giúp chúng ta nuôi tôm ngày càng thành công hơn. Con xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.